Chào mừng quý vị và các bạn tới chương trình Ăn cơm khoai nói chuyện quốc tế tối thứ tư ngày 18 tháng 10 năm 2023. Và cách đây ít phút thì chúng tôi thấy có một cái bài nói chuyện của ông Putin khá đáng lưu ý khi ông nói được phóng viên hỏi về việc là ông nghĩ thế nào về cái cụm hai cụm tàu sân bay của Mỹ được cử tới Địa Trung Hải áp sát vào cái biên giới của Liban và Israel nhìn chung là sau một uh, lúc vòng vo thì ông Putin nói rằng là như các bạn đã biết thì chúng tôi uh, trong thời gian gần đây đã điều cái phi đội MiG-31 của mình có thể mang được tên lửa Kinzhan với lại uh, vận tốc Mach 9 và có khả năng tấn công trên 1.000 km Đấy, và tất nhiên tôi cũng không muốn nói uh, kỹ hơn để quý vị hình dung ra vâng đấy là thông uh, tin ngắn gọn từ phía tổng thống putin khi còn đang ở dự tiệc ở trung quốc nhân sự kiện vành đai con đường nhìn chung cũng là một cái lời có thể nói rất là cứng rắn quý vị công nhận không ạ liên quan tới việc là đây là một lời đe dọa rất khác với lại tính cách của ông putin trong những ngày gần đây khi ông nói rất cứng về israel và bây giờ ông nói về cái cụm tàu sân bay của mỹ và nói về cái MiG-31 có thể mang theo tên lửa Kinzhan Có khả năng tấn công Và khả năng tấn công là có khả năng đánh chìm cái tàu đó Với vận tốc mạch 9 Và thái độ của ông rất rừng dưng Dường như ông đang uh, nghĩ về món khai vị vừa mới xử lý xong Ở trong uh, bữa tiệc Chứ không quan tâm nhiều đến cái tàu sân bay Vâng và chúng tôi cũng không có gì bình luận thêm đó. Chúng tôi lên uh, đến một cái thông điệp quan trọng hơn dài hơn của putin trong ngày hôm nay khi được hỏi về cái bình luận của ông joe biden khi ông joe biden nói rằng là ông muốn à, à, gọi là thống nhất châu âu ông muốn cứu trung đông đoàn kết châu âu để chống lại à, 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 à xin lỗi để hạ bệ cái nhà độc tài nước nga chính là ông vladimir putin nhìn chung là ông biden có một giấc mơ nho nhỏ như một con thỏ chúng ta hãy xem là tổng thống nga nói gì uh, khi mà một vị tổng thống khác của một nước đối thủ nói rằng là mục tiêu của ông ấy hàng đầu không phải để là chăm lo cho lợi ích của đất nước mỹ mà chủ yếu là để hạ bị bộ uh, hạ bệ putin một mục tiêu rất cao cả tổng thống biden tất nhiên là một trong những chính trị gia kỳ cựu hàng đầu thế giới không còn nghi ngờ gì nữa, ở trong thời của ông thì có thể nói ông là một trong những người mà nắm rất nhiều những cái quyền lực ở trong tay. Vì ông ấy đã phục vụ ở trong chính trường nước Mỹ từng rất nhiều năm. Và tất nhiên, đó là một con người rất có kinh nghiệm. Ông ấy biết cách để đặt ra những mục tiêu và làm thế nào để đạt được những mục tiêu đó trong những lúc mà ông có nhiệm vụ. Còn trong những lúc ông không có nhiệm vụ gì thì Vâng tất nhiên là lúc đấy thì thế giới cũng được nhờ tuy nhiên bất chấp những cái kinh nghiệm mà tôi vừa đề cập thì như các bạn đã biết ở nước nga chúng tôi có một câu nói rất nổi tiếng đó là học học nữa và học mãi điều này không chỉ đúng với tất cả những người đang sống trên trái đất này mà còn đúng với ông biden với tổng thống mỹ và tầng lớp tinh hoa chính trị của nước mỹ nói chung chúng ta cần phải học cách để tôn trọng những người khác để rồi chúng ta không phải dẫn đến mức độ là chúng ta phải đè nén người khác áp bức người khác bịt mồm bịt miệng người khác bởi vì cái khao khát để mà chèn ép và bịt mồm miệng người khác trong tất cả những thời đại từ trước đến nay cho đến thời chúng ta đang sống đều dẫn tới những vấn đề của thế giới tất nhiên những nhà chính trị mỹ cùng với lại sự thông minh một cách bình thường của họ đã thích cách đó và làm nó một cách không có gì thể tuyệt vời hơn. Họ đã mỉm cười bất cứ khi nào cần một cách ngoại giao và vỗ vào vai người khác những công việc anh ta phải làm. Tuy nhiên, sự tôn trọng cho những người khác, các quốc gia khác, các dân tộc khác thì nó hoàn toàn khác. Ý tôi muốn nói rằng, nếu như bạn muốn lo cho lợi ích của mình thì bạn phải quan tâm tới lợi ích của người khác. Vâng sao ông Putin lại nói câu mà tôi rất tâm đắc thế nhỉ? Và nếu như bạn quan tâm tới lợi ích của người khác, thì bạn không bao giờ cần phải lo lắng và không có nhu cầu để mà đàn áp, bịt mồm, bịt miệng người khác. Cái khát vọng của người Mỹ muốn chấn áp những người khác, điều đó cho thấy rằng họ có rất nhiều thứ cần phải học nữa. Và một trong những thứ quan trọng nhất đó là học cách để tôn trọng những người khác, tôn trọng lẫn nhau. Trong đó bao gồm cả một cái khả năng để có thể tìm kiếm sự thỏa hiệp với người khác. Tôi đang nói về lợi ích của nước Nga và tất nhiên đây là một điều quan trọng với đất nước chúng tôi. Tất nhiên tôi không ý nói rằng đây là một cái việc nhắm vào cá nhân tôi khi bị ông Biden đề cập tới. Đây là lợi ích quốc gia của cả một đất nước và thậm với đối với nước nga thì không ai có thể đè nén không ai có thể áp bức lợi ích của nước nga họ đều phải quan tâm tới lợi ích của nước nga trên hết khi họ muốn mưu cầu lợi ích của đất nước họ vâng uh, cái ý có nghĩa rằng là khi người khác muốn kêu mưu cầu lợi ích quốc gia thì họ phải tính tới cái lợi ích quốc gia của cả nước nga đúng không ạ tôi có dịch nhầm một tí tức là không phải lợi ích quốc gia của Nga là trên hết. Thế thì cái câu chuyện ở đây nó thông điệp nó dài dòng nhưng mà nó rất đơn giản, đúng không ạ? Mà tôi cũng rất tâm đắc, không hiểu tại sao là ông Putin ông lại nói đúng cái tim đen. Có nghĩa rằng là câu chuyện thì nhiều khi là cái cách làm của người Mỹ, cách làm của những kẻ mạnh hay cách làm của nhiều người trên thế giới hay là kể cả trong xã hội mà trong đó có các xã hội chúng ta là thường chỉ có quan tâm tới cái lợi ích của bản thân mình thôi đúng không ạ và nghĩ rằng đấy là cái cách mà giữ cho họ ở cái quyền lực tuyệt đối ở họ kẻ mạnh đúng không ạ nhưng mà cái điều đó nó không đúng nếu như theo lời của putin nói thì có nghĩa là bạn muốn là một người mạnh mẽ bạn muốn có lợi ích thì bạn phải quan tâm tới cái lợi ích của cả người khác nữa thì cái lợi ích của bạn nó mới trường tồn đúng không ạ một cái triết lý rất là hay khi mà một người lãnh đạo trả lời về việc người khác có ý gọi là chơi xấu mình nhưng mà vẫn giữ được một cái sự lịch thiệp và không quên không quên đề cập đúng không ạ không quên đề cập rằng là tất nhiên là tôi không quan tâm tới vấn đề ông ấy có muốn chơi xấu tôi một cách cá nhân đúng không ạ nhưng mà ông ấy phổ quát ra cái lợi ích của một dân tộc với lại tầng lớp chính trị tinh hoa của mỹ chứ ông cũng không đề cập gì tới người mỹ cả như vậy như tôi nói là có thể sau này chúng ta đi uh, ai đó muốn đi dạy cái gì đấy triết lý uh, người đời cao cấp thì cứ uh, lôi giấy bút ra mà photocopy những lời putin nói từ trước đến giờ đúng không ạ sau đấy thêm thắt tí là có khi trở thành một cái gọi là là, là lê Lenin toàn tập gọi là vài chục tập một cách kinh điển đấy một cái người làm tình báo kgb đúng không ạ mà cái gì cũng biết nhưng đặc biệt là tài ăn nói như Putin thì là một người hiếm có nếu như ông ấy là một người tình báo một là ông ấy nói rất ngắn gọn chỉ bằng một hai câu hoặc thậm chí là một câu còn một khi ông đã dài dòng thì tất cả những lời trong đó nó đều được suy nghĩ và nó đều sử dụng câu từ rất là có thể nói là toàn những câu kép thôi đúng không ạ câu hai ba vế rất mượt mà rất mịn màng và để lại cho nhiều người phải gãi đầu gãi tai nhưng mà cái hay nhất là ông ấy luôn giải quyết được những cái câu hỏi hóc búa của những người hỏi trong đó và giải quyết được vấn đề trong đó, đồng thời đưa một cái thông điệp có thể nói là trả đũa được những người gây hấn ngay trong những thông điệp của mình một cách rất là trí tuệ. Sau này nước Nga mà muốn phát dương quang đại thời kỳ hậu Putin thì nên mở một cái khoa học ở trường đại học tổng hợp Moscow, đấy là khoa Putin học. Cá nhân tôi thấy trong cuộc đời chính trị của mình Ông Putin không bao giờ quan tâm nhiều tới những cái lời mà bóng gió hoặc là những lời chúi mũi rùi vào ông ấy từ những chính trị gia phương Tây. Đúng không ạ? Bản thân ông ấy biết một điều là ông ấy không có đánh đồng mình với lại những người như vậy. Nhưng mà Putin càng phớt lờ giới lãnh đạo phương Tây thì giới lãnh đạo phương Tây lại càng gọi là tập trung vào để công kích Putin để mà xem Putin có quan tâm đến lời họ nói hay không đúng không ạ nhưng mà họ càng tập trung vào Putin thì Putin càng phớt lờ nhiều người ví những cái lời nói và những cái lời bóng gió hoặc là những lời tấn công công kích của giới lãnh đạo phương Tây và Putin nó không khác gì gọi là chó cắn lốp xe mà nhất là lốp xe nó đang chạy đấy tôi thấy cái lời đấy thì nó hơi hơi gọi là hơi quá về mặt hình ảnh và ngôn từ nhưng mà nếu mà nói về cái hình tượng ấy thì tôi thấy nó rất đúng đúng không ạ? Cho cắm lốp xe bình thường thì nó đã gọi là gãy răng rồi Nhưng mà cái xe nó đang chạy nhanh nữa Thì là cái đầu nó còn xoắn theo cái lốp xe đấy Đúng không quý vị? Vâng, nhân uh, tiện Putin và nước Nga Thì chúng tôi cũng quay trở lại cái chiến trường Ukraine một tí Nhân cái sự kiện uh, Ukraine tấn công vào cái sân bay Bediansk có nghĩa là, là trong một cả một cái bài nói chuyện của chúng tôi trong ngày hôm nay 2 tiếng đồng hồ mà quý vị không quan tâm tới những thông điệp um, hay ở trong đấy mà rất nhiều quý vị quan tâm tới việc là chỉ trích và chê bai nước Nga đúng không ạ? Đặt ra những câu hỏi có thể nói rằng là um, cũng không biết thế nào nhưng bởi vì quý vị đã hỏi nhiều cho nên là chúng tôi cũng trả lời vài câu hỏi này của quý vị. Rồi từ nay chúng tôi sẽ không trả lời như thế nữa. Ít nhất chúng ta phải có một lần đầu miễn phí đúng không ạ? Cho phải phép lịch sự chẳng hạn như là một câu hỏi lặp đi lặp lại là tại sao trực thăng cá sấu khi mà đi tấn công thì không bị sao nhưng mà ngang ngố làm thế nào để về căn cứ mà nó lại bị tấn công đúng không ạ đúng ra thì thực sự tôi không cần phải trả lời bởi vì là một cái lẽ thường tình như thế thì ai cũng hiểu đúng không ạ nhưng mà rồi thôi cũng trả lời để lần sau chúng ta không trả lời những câu như thế nữa nhưng mà tôi không trả lời trực tiếp. Tôi chỉ biết một điều rằng là cái trực thăng khi mà nó bay ấy, thì nó là một con cá sấu. Còn khi mà nó nằm ở trong cái bãi của nó ấy, thì nó chỉ là một đống sắt vụn thôi. Đúng ạ. Bạn biết cái con chăn ấy, cái con chăn đấy nếu mà lúc nó đói nhá. Con chăn lúc nó đói thì nó cực kỳ mạnh mẽ. Không ai bắt được con chăn mà lúc nó đói đâu. Có nghĩa là rất khó. Những con vật khác hung dữ cũng không thể tấn công để mà sơi được con chăn thế nhưng mà con chăn lúc mà nó dễ bị tấn công và lúc nó bị giết và bị đánh bại nhất là khi nào là khi nó đớp và nó nuốt một con mồi to xong rồi nó chui vào một cái chỗ nào đó nó nằm im lúc đấy người ta, nó đánh người ta đánh là nó bụng nó nặng nó đang tiêu hóa và nó đang ôm một cái bụng còn nặng hơn cả nó nó không cựa quậy được và nó thường chết vào những lúc như vậy đúng không ạ con chăn con cá sấu nó cũng thế con cá sấu khi mà nó ăn tham nó nuốt con mồi to ấy thì thường xong nó nó rất nặng nề và nó không thể di chuyển nhanh được và thường là nó chết những lúc như vậy Về cái con cá sấu K52 thì nó cũng tương tự như vậy ở mặt hình tượng đúng không ạ có nghĩa là lúc nó đói nó đi săn mồi ấy nó bay lượn trên không như thế thì phải có một cái gì đấy để bắn nó được đúng không ạ nhưng mà nó bay ngoài tầm thì làm sao mà bắn được thế còn lúc nó về căn cứ thì nó là như một đống sắt vụn rồi thì ông cứ bắn phát là chúng là chết chứ còn có gì nữa mà phải hỏi đúng không ạ Câu hỏi nào cũng là câu hỏi thôi, đúng không ạ? Nhưng mà dù sao chúng ta cũng nên nghĩ trước khi chúng ta hỏi. Nhưng bởi vì là quý khách này hỏi đi hỏi lại quá nhiều. À, thứ hai thì chúng ta thấy một điểm là như này, là là bảo sa phòng không Nga kém thế. Chúng ta đã thấy có phòng không nào mà bắn chặn được 100% chưa đã? x hệ thống phòng không vòm sắt, chứ danh hàng đầu thế giới, còn không bắn nổi hết tất cả những cái tên lửa ống sắt của phiến quân Hamas làm từ ống nước ra quý vị nhé. Đúng ạ. Mà họ còn không dám nói rằng có đạt được 90%. Thế thì tôi hỏi quý vị là một cái tên lửa ATAC của Mỹ phóng từ mặt đất. Đúng ạ. Trong một cái 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 độ dài nó chỉ có khoảng dưới 100 km. Thế thì liệu hệ thống phòng không nào có thể đánh chặn được những tên lửa đến 100% nếu mà nó lại còn kết hợp với nhiều bài đánh cộng với các loại khác nhau nữa? Ở đây chúng ta chỉ thấy cần thấy một hai quả tên lửa của Ukraine rơi xuống thôi là nó đã gây thiệt hại rồi. Đúng không ạ? Chúng ta thấy đó là một cái chuyện phải nói thật mà quý vị thấy là nó hết sức bình thường quý vị nhé. Tức là nó giống như chiến tranh ấy, không có cuộc chiến nào là miễn phí. Đúng không ạ? Trong cuộc đời thấy không có bữa trưa nào là miễn phí. Còn cuộc chiến tranh thì tất nhiên là phải trả giá. Bây giờ tôi nói quý vị như này này. Cuộc chiến này người ta sẽ chiến thắng bằng cách là ai sẽ phải trả giá ít nhất thì là người chiến thắng. Có nghĩa là ai sẽ hết cái giá để trả thì sẽ là người thua. Ngày hôm nay thì phía nga công bố là trong vụ tấn công đấy họ chỉ mất có hai trực thăng thôi, còn lại là ba bốn chiếc đấy nó bị các cái mảnh sắt đâm ra. Hai cái thì nó cháy thì không chữa được, nhưng mà những mảnh sắt đâm vào thì nó chỉ bị thiệt hại thôi và nó vẫn bay được bình thường. Bởi vì máy bay phản lực thì nó mới sợ các vết đâm, còn trực thăng thì kể cả, cả là đâm thủng nhìn từ bên này xa xuyên bên qua kia nó vẫn bay được. Có nghĩa rằng tổn thất nó rất là thấp Đúng không ạ Thế nhưng mà nhiều quý vị cứ nghĩ rằng là Trong cuộc chiến nó hoàn toàn miễn phí Tức là đến đốt nhà người ta Cứ như là dễ như xong rồi nghênh ngang ra về Đúng không ạ Làm gì có cái chuyện như vậy Đến bữa trưa còn chẳng miễn phí Nói gì đến cuộc chiến phải đổ bằng xương máu Tại sao tôi nói như vậy Tại bởi vì là chỉ cần một lần tấn công của Nga thôi thì người ta đã có thể hốt trọn cả một cái đống còn lớn hơn như thế của Ukraine và người ta làm cái việc đấy trên cơ sở hàng ngày, hàng hai ngày, hàng ba ngày. Đúng không quý vị? Còn đã bao lâu rồi? Một tháng nay rồi Ukraine mới tấn công được vào Nga được có một đợt thôi. Thế thì có cái gì để mà chúng ta lại phải ca thán về cái việc đó nó nhiều thế nhỉ? Đúng không quý vị? Tôi không nói về vấn đề cảm tính đâu nhá. Quý vị thử dừng lại để nghĩ xem thực sự đấy có phải là vấn đề để mà <laughs> chúng ta mất quá nhiều thời gian để mà kêu ca hay không? Đúng không ạ? Vâng, quý vị nhớ là không có cuộc chiến nào không đổ máu. Đấy là một điều rõ. Và thứ hai, ai đổ máu ít nhất thì người đấy sẽ thắng. Đúng ạ. Trong lúc mà Nga mất hai cái trực thăng và mấy cái thứ linh tinh kho đạn, thì ở chiến trường người ta đã gây những tổn thất cực kỳ lớn cho Ukraine chỉ ở ngay chiến trường đó thôi. Còn chưa nói đến tất cả những chiến trường khác. Thế vậy tôi không hiểu rằng là nếu như quý vị là những người thân Ukraine mà hàng ngày bị Nga vùi dập trên chiến trường từ Nam chí Bắc như vậy thì không hiểu quý vị còn có dám can đảm để sống tiếp hay không nữa không? Đúng ạ. Khi mà chỉ có một tháng nó mất vài cái máy bay như này mà đã kêu trời kêu đất nữa rồi. Còn lại chúng ta nói rằng là vậy thì tại sao Nga không sơ tán trực thăng đi? Đúng ạ. Không đơn giản bởi vì bản thân cái chiến trường nó gần đấy và trực thăng nó chỉ bay được cái tầm đấy thì nó mới hỗ trợ, nó còn những trục trặc lượn lách lạng lách vân vân để nó còn quay xăng dầu nó quay về căn cứ chứ không phải nó có thể bay được tít ở đây ra để ra đây rồi nó có thể quay trở lại được một cách đơn giản đúng không ạ cho nên là nó không phải đơn giản đâu tất nhiên là sau đợt này thì người nga người ta sẽ phân tán ra giống như là hạm đội thôi nhưng mà kể cả phân tán ra ấy, thì kiểu gì thì ukraine cứ có nguồn lực tấn công thì nga cũng sẽ có tổn thất chỉ có là ít hay nhiều thôi đúng không ạ và cái việc đấy thì chúng ta cứ quay lại cái vần abc có nghĩa là đã có chiến tranh là có đổ máu mà ông nào mà không chấp nhận được đổ máu thì đừng có bao giờ chiến tranh. Tôi nhớ một cái câu ngạn ngữ của cái ông nào thời cổ đại Hy Lạp ông ấy nói rằng là những cái người đàn ông mềm yếu thì hay tìm cách để mà trốn tránh những nỗi đau mà anh ấy đáng lẽ phải chấp nhận phải đối mặt mà trong khi anh làm như thế thì đơn giản anh chỉ là một cái nô lệ của những cái sự thoải mái trong cuộc đời sống của anh mà thôi. Tôi nghĩ rằng người Nga trong cuộc chiến này họ sẽ tạo được rất nhiều những cái mình nói kỳ tích thì nó nó, nó là khen quá đúng không ạ? Nhưng rõ ràng đến bây giờ thì họ cũng đã tạo nhiều thứ và họ sẽ tiếp tục tạo được nhiều thứ nữa. Bởi vì tôi thấy một điều là cho dù không gian trên mạng của Nga họ có nói về kêu ca về vấn đề là thiệt hại cũng có. Nhưng cơ bản là cái giới chuyên môn ấy thì khi mà bị tấn công xong người ta tìm cách để người ta khắc phục chứ người ta không có kêu ca nhiều cũng không ai kêu đau buồn, đúng không ạ? Hay nói đúng hơn, ai cũng có cảm giác ê chề, ai cũng có cảm giác đau buồn. Nhưng người thông không có làm quá cái việc đó để làm ảnh hưởng tới môi trường. Vâng, như vậy là ngày hôm nay chúng tôi đã nói khá nhiều về các vấn đề cảm xúc xung quanh những cái sự kiện như này quý vị nhé. Chúng ta sẽ không quay lại những cái này nhiều nữa. Rất nhiều câu hỏi chiến tranh hay, nhưng mà thôi, cả ngày chiến tranh rồi chúng tôi sẽ dành thời gian để trả lời quý vị trong những chương trình ban ngày còn bây giờ chúng ta lại quay lại những thông tin quan trọng liên quan đến nước nga liên quan đến sự kiện nóng hổi trung đông và những cái khu vực khác lần này thì ông putin sang trung quốc thật tế thì có thể nói là vành đai con đường đúng không ạ nhưng mà tôi nghĩ rằng vành đai con đường nó không quan trọng với người nga bằng một cái việc mà họ đang có những cái ý định với lại trung quốc chắc chắn là như ban đầu thì nhiều người trước Phỏng đoán ông Putin sang sẽ có nhiều chuyện quan trọng. Ở trong cái um, hội đàm ngày hôm nay thì Nga và Trung Quốc đã tiến hành ký kết một cái hợp đồng có thể nói là lớn nhất trong lịch sử của mối quan hệ hai nước uh, liên quan tới việc phía Nga sẽ cung cấp lương thực cho Trung Quốc trị giá 2,5 nghìn tỷ rúp, một cái um, hợp đồng khổng lồ trong đó nga sẽ cung cấp cho trung quốc 70 triệu tấn lương thực và các cái loại đại khái nông sản khác và hợp đồng này sẽ kéo dài uh, trong vòng ít nhất là 12 năm như vậy đấy là một khoản tiền khổng lồ đúng không ạ và một khoản lương thực khổng lồ và sẽ là một cái cam kết về cái mối quan hệ giữa hai bên khổng lồ và trong một cái thời gian cũng khổng lồ tuy nhiên thì theo giới mà gọi là xăm soi ấy thì tôi được biết rằng là gần đây các nước ở Trung Đông và các nước ở thế giới thứ ba vì lo sợ về những cái thay đổi về cục diện chính trị chẳng hạn như là khủng hoảng ở Trung Đông. Cho nên họ đã tiếp xúc rất nhiều với lại phía Nga liên quan tới việc là có ý tứ để mua rất nhiều vũ khí của Nga khi thể hiện màn trình diễn của Nga trên chiến trường Ukraine không tệ. Đấy. Nhưng mà thời điểm này thì Putin lại không có vũ khí để mà cung cấp cho các đối tác của mình. Mặc dù ông nhận được rất nhiều đơn hàng, có thể nói là một đơn hàng khổng lồ như chúng ta đã chém gió trước đây. Có nghĩa là cuộc chiến này kết thúc xong thì nước Nga có thể nói là kiếm bộn tiền từ cái tiền mà bán vũ khí. Chứ còn đang trong đại chiến tranh thì chắc chắn là rất khó. Tuy nhiên chúng ta đã thấy là đơn hàng về tới tấp. Và một trong những cái lý do để Putin sang Trung Quốc đó là liên quan tới cái việc đó. Có nghĩa rằng là hiện nay cái năng lực sản xuất vũ khí của Nga nó đã đạt được cái mức độ nó đạt đỉnh đúng không ạ? và họ cũng không còn sức để họ sản xuất để bán nữa cho nên là họ sẽ phải ký hợp đồng với trung quốc liên quan đến việc là nhập khẩu linh kiện và uh, sản xuất theo từng mô đun ở trung quốc rồi sau đó đưa đến nga phía nga sẽ hoàn tất cái sản phẩm và chuyển cho cái đối tác thứ ba và cái số lượng hợp đồng đấy chắc chắn sẽ là một cái nguồn tiền khổng lồ hai bên không nói thôi nhưng mà rất nhiều người uh, để ý tới cái vấn đề đó mà không chỉ có Nga đâu, mà cả ở uh, Trung Quốc đâu, mà cả vấn đề Triều Tiên cũng nằm trong cái khuôn khổ của cái hợp tác đó. Như vậy thì đây có thể là một trong những cái gọi là thương vụ, đúng không ạ? Một chuyến đi của ông Putin mà mang lại rất nhiều, mình nói nôm na là nhiều sàng cho nước Nga, cũng như là nó không chỉ mang vấn đề tiền, mà nó còn giải quyết rất nhiều các vấn đề liên quan đến tình hình kinh tế, xã hội, uh, trang thiết bị vũ khí, đối tác, liên minh, vân vân tất tần tật đều có thể nói là một cái trong một cái nước đi truyền thông phương tây thì luôn nói rằng là nga chịu thiệt thòi và bị trung quốc bẫy nợ một lần nữa để mà trở thành một cái nước gọi là đàn em của trung quốc và bị trung quốc lợi dụng Đấy, thế nhưng thực tế thì chúng ta thấy là những cái cách làm của putin đúng không ạ ít nhất là cái thời của putin chúng ta thấy là nga đã hưởng lợi được rất nhiều từ cái mối quan hệ của mình với trung quốc chúng ta thấy là từ rất lâu thì nga chưa bao giờ mà xuất khẩu nhiều như thế với một cái tỷ trọng như thế vào trung quốc cũng như là các nước khác về cơ bản đúng không ạ bởi vì họ không phải là một cái nước mà làm thương mại giỏi từ trước đến nay như chúng ta đã biết nhưng mà với trung quốc thì chúng ta thấy rằng là kể từ khi cuộc chiến này bắt đầu năm 2022 đúng không ạ thời điểm mà thương mại hai bên rất thấp thì sau bấy giờ thì uh gọi là tổng kim ngạch thương mại xuất nhập khẩu của hai bên đã bùng nổ và năm nay đến thời điểm này thôi thì đã lên tới 150 tỷ tư, 4 tỷ đô la và chắc chắn sẽ đạt ở mức 200 tỷ đô trong năm nay. Vâng và cũng liên quan tới hội nghị vành đai con đường, đúng không ạ? Chúng ta phải nói thêm khi liên quan tới một cái sự kiện nó rất là tình cờ, trong ngày hôm nay thì ông Tập Cận Bình đã thông báo về cái việc là sẽ có thêm 100 tỷ đô la nữa dành ra để mà tiến hành xây dựng những cơ sở hạ tầng liên quan tới vành đai con đường để mà thúc đẩy thương mại giữa các nước tham gia vào cái chương trình của Trung Quốc. Nhiều người nói rằng là đây là một cái dự án của Trung Quốc, đúng không ạ? Một dự án để thống trị thế giới, vân vân. À, và tất nhiên là cái cái kiểu nói như thế thì nó đều xuất phát từ cái việc là đọc những cái thông tin từ phương Tây. Nó là một cái dự án của Trung Quốc hay không thì chúng ta cũng không biết. Đúng ạ? Tất nhiên là về hình thức là người khởi xướng là của Trung Quốc. Nhưng mà giả dụ bây giờ chúng ta không phải là người Trung Quốc đi. Một cái đất nước ví dụ như là Iran, đúng ạ? Nằm ở trên vành đai con đường như vậy thì họ được hưởng lợi cái gì? Họ được hưởng lợi là họ có thể bán, buôn bán rất nhanh sang Trung Quốc và họ có thể buôn bán rất nhanh sang phương Châu Âu. Họ có mất cái gì đâu ạ? Đúng không, quý vị. Thế thì tôi không thấy rằng là cái vấn đề vành đai con đường đấy nó là một cái gì nó thống trị thế giới hay là nó có thể thống trị theo một cách nào đó mà chúng ta thuyết âm mưu thì chúng ta có thể nghĩ ngay. Nhưng cái điều đáng nói là gì? Là nó có thể xây dựng để giúp thế giới có thể trở lên kết nối và thịnh vượng hơn. Đấy là cái điều đầu tiên mà chúng ta phải nhìn thấy cái giá trị của nó trước mắt đã. Đúng không ạ? Còn tất nhiên là tất cái gì cũng phải có cái giá của nó và có cái mặt trái của nó. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy cái mặt phải trước để mà chúng ta thấy là nó đáng giá như thế nào. Tất cả những nước nằm dọc theo con đường vành đai con đường mà tham gia nhiệt tình thì họ đều cải thiện đời sống, họ đều trở lên phồn thịnh hơn trước đây. Thậm chí tất cả những nước ở Tít Châu Phi còn được hưởng lợi gọi là rau từ những cái việc như này đúng không ạ và đất nước họ thay đổi bộ mặt rất là nhanh thế thì cái câu chuyện là gì câu chuyện ở đây chúng tôi muốn nói rằng là đồng ý là có cái điều này điều kia nhưng mà chúng tôi chỉ nhìn thấy một điều ngày hôm qua chúng ta đã nói khi mà tất cả thế giới phương tây đúng không ạ đang điên đảo ở trong khu vực trung đông làm thế nào để phá để kiết giết đúng không ạ để hủy và hôm nay Trung Quốc nói rằng họ sẽ chi 100 tỷ đô nữa để xây dựng. Còn chính phủ Mỹ đang gọi là làm việc trên một cái dự luật, dự thảo để mà chi 100 tỷ nữa cho cuộc chiến ở Israel và Ukraine. Bây giờ quý vị thử tưởng tượng giúp chúng tôi xem là chúng ta đánh giá tư cách đạo đức, chúng ta đánh giá cái tiềm năng, chúng ta đánh giá cái tương lai. Vậy thì một thằng nó bỏ 100 tỷ ra để nó xây dựng Thì tương lai nó sẽ như nào Còn một thằng nó bỏ 100 tỷ ra Để nó tìm cách để nó tiêu diệt Để nó phá hủy Thì tương lai của nó sẽ như thế nào Nó rất tương phản quý vị Và tại sao nó lại diễn ra đúng ở cái thời điểm này Và tại sao nó lại là đúng một số lượng 100 tỷ đô Đúng không ạ Nó không tình cờ nhưng mà xét cho cùng chúng ta cũng đã biết thừa là tại sao người ta làm thế rồi đúng không ạ quý vị chúng ta biết thừa và chúng ta đã từng ca thán lên rằng là, là một cái đất nước nghiện chiến tranh đúng không ạ một dân tộc nghiện chiến tranh một cái văn hóa nghiện chiến tranh nhưng mà bây giờ chúng ta thử nói một cái câu ngắn gọn để xem là tại sao nó lại có một cái sự tương phản như vậy và việc tương phản như thế nghịch lý như vậy mà nó vẫn diễn ra đúng không ạ thì chúng ta có thể trả lời nó một cách nó nhanh chóng ví dụ như đây là trung quốc đây là vành đai con đường đúng không ạ đây là vành đai con đường của họ Thế thì câu chuyện rằng là họ cứ đi qua nước nào thì người dân của nước đấy, chúng ta chưa nói về về chính phủ hay là cái giới này dưới kia, chúng ta chỉ nói về những người dân. Tất cả những người dân của cái vành đai con đường đi qua, ít nhiều thì nó đều được hưởng lợi. Đúng quý vị? Và tất nhiên cái việc này nó làm thì nó không có cái gì, nó không logic cả. Cái gì nó cũng được hưởng lợi. Chúng ta bỏ qua những cái cái vấn đề liên quan đến thuyết âm mưu đi, thì chúng ta thấy ngay. Đúng không ạ? Cải thiện đời sống, chế độ uh, xã hội phồn vinh, thịnh vượng, hòa bình. Kết nối. Thế nhưng tại sao là người ta lại bỏ 100 tỷ đô la ra để mà tìm cách để mà giết chóc. Đúng không ạ? Chiến tranh. Bởi vì là mà rõ ràng một điều chúng ta thấy một điều là ở đây bỏ 100 tỷ ra thì nhân dân của họ và những nhân dân mà được nhận 100 tỷ đấy để mà đánh nhau thì không cái nào giàu mạnh lên và thịnh vượng lên cả. Đúng không ạ? Thì một cái điều nó tương phản là gì? Một cái điều tương phản để mà nghịch lý này nó diễn ra là gì? Là nó có một cái chấm mà không bằng cái tôi chấm, tức là nhỏ hơn rất nhiều, là những cái người này người ta hưởng lợi. Đúng không ạ? Còn lại tất cả đại bộ phận sẽ là dấu trừ hết. Chỉ có mỗi một cái số nhỏ này nó là dấu cộng mà thôi. Như vậy là một thằng chi 100 tỷ đô la ra để tất cả các bên được cộng 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 cộng. Còn một thằng chi 100 tỷ đô ra để tất cả trừ 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 nhưng mà lại có một số rất nhỏ nó lại được cộng. Đúng không ạ? Và đó chính là một cái nghịch lý của cái xã hội Mỹ, chính trị Mỹ, tinh hoa chính trị Mỹ, tập đoàn trị Mỹ, thế giới ngầm Mỹ. Thực sự là nhiều khi mình ngày nào mình cũng gặp những thông tin liên quan Mỹ này và đúng nhiều người nào mà không đủ cái gọi là, người ta gọi là gì nhỉ? Định lực đấy quý vị thì sẽ sụp đổ mất tinh thần mất và nhiều khi là stress bởi vì không thể hiểu nổi đúng không ạ hiểu rất rõ cho nên là dẫn tới một từ là không thể hiểu nổi nữa tại sao lại xã hội nó lại như vậy nhiều cái tướng lĩnh trong quân đội của Mỹ đặc biệt là những người về hưu ở thế hệ trước thì họ nói rằng là thế giới đang cười vào mặt quân đội của người Mỹ chúng ta và quân đội của chúng ta cũng như ảnh hưởng của nước Mỹ đã suy thoái nghiêm trọng dưới thời của Joe Biden. Vâng, tất nhiên đây là một ảnh chế, đúng không ạ? Nhưng mà nó nói lên rất, rất chuẩn đấy, quý vị. ạ. À, những người đứng đầu quân đội Mỹ, đúng không ạ? Trong đó có Mark Milley đã về hưu, đô đốc Xizet và đây là bộ trưởng một năng lượng Mỹ, ông Biden, tất nhiên rồi. Và đây là một trong lá cờ liên quan tới LGBT mà chúng ta đã biết niềm tự hào của nước Mỹ, đúng không ạ? Còn đây là một ảnh chế những nhà lãnh đạo và lãnh đạo và lãnh đạo quân sự của triều tiên vâng hai quan chức cao cấp này là người chuyển giới bây giờ chúng ta có thể biết là tại sao đúng không ạ tại sao mà người dân mỹ lại họ lại chấp nhận cái điều như thế không quý vị tất nhiên là họ biết đúng không ạ họ biết nhưng mà bởi vì họ chấp nhận cái điều như tôi vừa nói này quý vị này chứ không phải cái điều như tôi vừa nói trên cái ảnh kia đâu họ chấp nhận bởi vì họ có cái này làm cho họ quên đi tất cả những vấn đề khác quý vị công nhận không ạ đấy chứ còn không bây giờ nếu mà bảo là cha ông của những người trong quân đội mỹ mà sống dậy mà nhìn thế này thì chắc chắn là không quay trở lại nấm mồ được nữa đúng là tài phiệt thì nó thần là tài thiệt đúng không quý vị Vâng và một nửa thời gian trôi qua có lẽ chúng ta phải quay trở lại cái sự kiện ở Trung Đông thôi. Thì, uh, mặc dù thực sự tôi cũng không muốn nói việc này quý vị ạ. Nhiều quý vị uh, uh, không nói nhưng mà tôi cũng biết thú thực mà nói với quý vị rằng tôi cũng không phải là một cái người uh, đưa tin tốt. Và cũng không phải là người thích đưa tin đúng không ạ. Nhưng mà và tôi cũng thầm mong ước là cái những cái cuộc chiến này nó tan đi cho nó thiên hạ được nhờ. Cho nên là kể cả cuộc chiến Trung Đông ấy chúng tôi cũng muốn là tuần này nó giảm giảm bớt cái uh, gọi là cái nhiệt của nó đi để mình chỉ có quay lại phân tích những tình hình này nọ vân vân cho nó nắm được tình hình thôi nhưng mà cuối cùng nó lại ra được những cái sự kiện mà có thể nói rằng là chúng ta không thể phớt lờ cho nên là chúng ta lại phải quay lại cái uh, trung đông với những cái diễn biến phát triển xung quanh sự kiện bệnh viện bị tấn công và hàng nghìn người uh, dân thường đã bị thiệt mạng chúng tôi sẽ cập nhật nhanh một vài những thông tin trước khi chúng ta đến với những cái màn phân tích liên quan đến sự kiện trên như vậy là sau khi sự kiện xảy ra thì những diễn biến chúng tôi đã nói qua trong hai bản tin những diễn biến tiếp theo chúng ta có như sau về phía mỹ thì họ xin lỗi quý vị về người lãnh đạo của phong trào hamas họ nói rằng người mỹ là người chịu trách nhiệm cho cái đòn tấn công gọi là khủng khiếp của Israel vào cái bệnh viện ở giải Gaza. Bộ trưởng Bộ Y tế của Gaza nói rằng tất cả những người uh, nạn nhân bị thiệt mạng đều là dân thường. Thủ tướng Netanyahu của Israel nói rằng bệnh viện Gaza bị tấn công bởi những kẻ khủng bố chứ không phải quân đội Israel. Syria đề tang tưởng niệm nạn nhân trong vòng 3 ngày. Uh, và tố cáo phương Tây chịu trách nhiệm cho vụ tấn công vào bệnh viện ở giải Gaza như là một với tư cách là những người đồng lõa đối với lại tội ác chống lại người Palestine. Ả Rập Saudi nói rằng đòn tấn công vào bệnh viện Gaza là một trong những tội ác gây tởm của nhà nước Israel. Một cái tuyên bố có thể nói là không thể nặng lời lời hơn quý vị nhé và tất nhiên chúng ta cũng biết một loạt các cuộc biểu tình để mà ủng hộ uh, Palestine và phản đối lên án Israel đã nổ ra ở hầu hết các quốc gia Ả Rập và các quốc gia hồi giáo như là cái kênh đài truyền hình Al Jazeera đã đưa tin trong rất nhiều video chúng ta đã xem Joseph Borrell người đứng đầu cơ quan ngại giao của EU nói rằng là cuộc uh, tấn công vào bệnh viện là một cái tội ác dọn người và ông nói rằng là phải đem tất cả những kẻ chịu trách nhiệm cho việc này ra ánh sáng. Còn trong khi đó thì uh, chính quyền của ông Joe Biden đang tiếp tục yêu cầu quốc hội chi 100 tỷ đô cho cuộc chiến ở Ukraine, Israel và Đài Loan. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy có những cái um, cái sự giận dữ, đúng không ạ? Hoặc là một cái sự leo thang nào đó trong quan điểm ngoại giao của các nước Ả Rập đối với lại um, Israel trong đó thì ghê gớm nhất chúng ta có thể thấy đó chính là cái phát biểu của Ả Rập Xê Út. Và mới phát biểu mới như này, nói rằng tội ác ghê tởm của Israel. Thì có nghĩa rằng là tất cả những cái hoạt động đàm phán hòa bình giữa hai bên chắc chắn là từ nay sẽ rơi vào ngõ cụt, đúng không ạ? Ít nhất là trong một cái tương lai chúng ta thấy là khá dài, sẽ không có cái chuyện hai bên có thể bình thường hóa quan hệ được nữa và đồng thời chúng ta thấy những nỗ lực của người Mỹ sẽ gặp phải những vấn đề cực kỳ lớn bởi vì chúng ta biết là không biết Mỹ có thực lòng để xây dựng cái con đường dẫn từ Ấn Độ đi qua Ả Rập Xê út, Ả Rập Saudi, ờ, ờ, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất lên tới Jordan rồi qua thành phố Haifa của Israel rồi đi qua Ban căng và lên châu Âu có thật lòng hay không nhưng mà với những diễn biến như thế này thì có nghĩa rằng là Ả Rập Xê Út, người Mỹ và người Ấn Độ sẽ phải tạm thời quên đi cái con đường này trong một thời gian khá dài sắp tới. Vâng, tôi vẽ lại một tí con đường không nhiều quý vị bảo tôi chả biết gì. Đúng không ạ, tôi vẽ lúc bấy giờ nó, nó hơi quá tay. Từ đây mà lên đây quý vị, vào dưới biển quý vị nhé. Lên đây chứ nó không đi qua Pakistan. Và tất nhiên nó cũng không đi qua Thổ Nhĩ Kỳ. Đấy. Con đường này nó có rất nhiều ý nghĩa đối với lại cái sự nghiệp chính trị của ông Modi và của ông Joe Biden nếu quý vị ạ. Đúng không ạ? Cho nên là với cái việc này xảy ra thì gần như là đây là một trong những cái đòn dán rất nặng vào cái tham vọng chính trị của nhiệm kỳ sau của hai cái vị chính khách lão luyện này. Tất nhiên chúng ta cũng thấy những cái sự cứng rộng của Thổ Nhĩ Kỳ, đúng không ạ? Và đặc biệt là của cả Ai Cập nữa khi họ nói rằng là chắc chắn sẽ không có chuyện là những cái người Palestine sẽ sang để mà tị nạn ở ai cập đối với ai cập thì đấy chính là một hành động tuyên chiến ở đây thì tôi nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan tới việc là tại sao mà tất cả những cái nước ả rập xung quanh palestine lại không nhận những cái người palestine tị nạn vào những cái nước này trong khi những người syri những người palestine họ tìm cách để mà chạy sang châu âu tất nhiên là chúng ta có rất nhiều những lý do phụ mà tôi có thể nói qua Chẳng hạn như là việc uh, thông thường ấy thì những cái người ở châu Âu đúng là họ theo cái đạo Thiên Chúa giáo, những cái đạo đấy thì uh, từ những cái thời hành hương, thời um, thập tự trinh vân vân thì cái truyền thống của họ luôn là truyền thống kêu mang nhận đúng không ạ? Và trong suốt thời gian vừa qua thì họ đã luôn đón nhận những cái người uh, di cư từ khu vực Trung Đông, châu Phi dưới hình thức này, hình thức kia, số lượng này, số lượng kia tôi không muốn nói rằng là họ đón tất cả nhưng mà chính sách của phía châu âu thì họ rộng cửa mở hơn đối với lại khu vực trung đông tất nhiên là chúng ta cũng biết là họ có những động lực đúng không ạ nhưng mà cơ bản thì là họ đã có những cái truyền thống như thế và tất nhiên rằng nó cũng mang lại cái lợi ích cho chính cái khu vực eu rồi là nhiều người nói rằng là những người palestine là những người rất bạo lực nếu mà họ vào các nước ả rập thì không khéo một thời gian sau là họ sẽ tạo ra những cái um, tình hình bất ổn cho xã hội, bạo lực xã hội leo thang vân vân. Tôi nghĩ là cũng có nhưng mà cái đấy nó chưa diễn ra cho nên chúng ta cũng không thể biết được đúng không ạ? Cơ bản nguồn gốc của bạo lực đấy chính là cái việc họ bị áp bức, họ bị cùng cực, họ bị đau khổ thì họ mới có bạo lực. Nếu mà họ sang các nước này mà họ sống sung sướng thì chưa chắc gì họ đã bạo lực nữa cho nên là khó nói lắm. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất ấy thì ít người nói tới bản thân người Palestine là người hồi giáo người Ả Rập. Người hồi giáo thì chúng ta biết thừa một điều rằng là bản thân cái đạo của họ đúng không ạ? Sinh ra nó đã ở cái vùng là nó rất là có nhiều những cái sự xung đột. Và như chúng ta nói, bán đảo Ả Rập đây đúng không ạ? Lên một tí thì là một cái nơi tranh giành của tất cả những siêu cường trên thế giới từ cổ chí kim. Cho nên là rõ ràng thì bản thân họ cũng không, không dễ dàng gì để mà bảo rằng là họ uh, nói rằng thôi từ nay chúng tôi không dám đánh nhau với các ông nữa các ông cứ thoải mái đè đầu cái cổ để chúng tôi sống một cuộc đời nô lệ đúng ạ rất khó để nói với những người à đập theo đạo hồi như thế và nói chung là thế giới hồi giáo nói chung cho nên ngoài cái việc mà họ rất khó để có thể đi đến nơi khác các nước khác nhưng mà nó có một cái việc nó khó hơn đấy là việc là gì bản thân của những nước hồi giáo đều nhìn nhận cái quan điểm chính trị của họ về liên quan đến việc palestine và cái việc di dân nó rất là rõ ràng có nghĩa rằng nếu như họ đồng ý để người palestine mà sang sống ở đất nước của họ di dân khỏi palestine thì đồng nghĩa với việc là người palestine để người israel chiếm đất đai và chiếm đóng nói chung là chiếm cái đất nước của họ và là chiếm đất nước của hồi giáo và là đất chiếm của ả rập và tất nhiên quý vị đều biết israel đều nói đúng ra thì vẫn là kẻ thù của tất cả những nước ả rập và những nước hồi giáo cho dù họ có quan hệ tốt với người bên này bên kia Nhưng cơ bản Thì mình nói kẻ thù Là kẻ thù gọi là trong một cái Gọi là là Về mặt nguyên tắc nhé quý vị nhé Còn về mặt hiện tượng thì nó vẫn có thể Nó vẫn có bạn, nó vẫn có đối tác này nọ Nhưng cơ bản là những người Ả Rập Là những người không ưa gì Những người pilot, uh, Israel cho nên nếu như mà quý vị có thể thấy những người ả rập là những người mà họ quan tâm tới người palestine và đứng ủng hộ người palestine mà bây giờ người ta lại để cho người palestine bỏ đất nước của họ đi ra các nước ả rập như thế thì có nghĩa rằng là họ thừa nhận một điều là palestine sẽ mất nước và israel sẽ hoàn toàn chiến thắng đúng không ạ và tất nhiên cộng với những cái cá tính của người hồi giáo và những điều như chúng tôi vừa phân tích quý vị thì cho thấy một điểm là họ sẽ không chấp nhận cái việc mà di cư hàng loạt để sinh sống ở các nước Ả Rập, các nước hồi giáo khác từ Palestine và chắc chắn là họ sẽ ủng hộ, đúng không ạ, ủng hộ những cái phong trào kháng chiến và người Palestine ở lại để mà chiến đấu với người Israel. Cơ bản chúng ta sẽ thấy đấy là một cái điều quan trọng nhất. Iran đã kêu gọi tất cả những nước trong thế giới hồi giáo và tổ chức uh, hợp tác hồi giáo cấm vận và thực hiện ngay lệnh cấm vận dầu đối với lại Israel. Ngoài ra, trục xuất tất cả những đại sứ của Israel. Vâng, đây là một cái đòn có thể nói là khá hiểm đấy, đúng không ạ? Chúng ta chỉ nghĩ rằng là khi có chiến tranh xảy ra, tức là khi Israel tiến vào giải Gaza thì các nước Ả Rập mới thế làm thế thôi. Nhưng mà bây giờ sự kiện này xong thì Iran cũng đã kêu gọi luôn rồi vâng chúng tôi sẽ tranh thủ đi đến đoạn nào trả lời luôn các câu hỏi à, quý vị để chúng ta cùng à, giao lưu à, có quý vị hỏi rằng là trong cái cuộc xung đột này thì người mỹ à, được lợi nhiều hay là bị thiệt nhiều bây giờ chúng ta bỏ qua cái yếu tố là là người mỹ tức là thực sự là dân tộc mỹ à, chính phủ mỹ đúng không ạ với tư cách là một quốc gia chứ mình không nói về cái thế giới ngầm nữa bởi vì cái đấy nói đi nói lại nó cũng chán rồi Thế nhưng mà câu chuyện ở đây, nếu như mà chúng ta xem xét cả yếu tố uh, cuộc chiến ở Ukraine đang xảy ra, đúng không ạ? Uh, và đồng đùng một cái, cái sự kiện ở Trung Đông này nó bùng nổ. Sự kiện bung, Trung Đông bùng nổ thì tất nhiên nó đã mang theo cái gánh nặng của người Mỹ phải san sẻ đối với lại uh, sự hỗ trợ của họ cho Ukraine. Tất nhiên đấy là một cái thiệt thòi với người Mỹ. Hay mình nói đúng hơn là bất lợi, đúng không ạ? có nghĩa rằng là khả năng cái đồng minh của họ ở ukraine sẽ có khả năng bị thua nhiều hơn nhưng mà cái đấy thì tôi nghĩ rằng nó cũng chỉ là mang tính chất là một cái sự kiện thôi nhưng mà ở trong cái khía cạnh địa chính trị toàn cầu ấy, thì quý vị biết rằng là nói thế nào đi chăng nữa thì người mỹ cũng là một cái người chơi có ảnh hưởng lớn nhất ở khu vực trung đông à, kể cả liên quan tới những vấn đề tài chính rồi công nghệ rồi vốn liếng rồi ảnh hưởng ngầm quân sự trước chúng ta chưa biết nữa thì có nghĩa rằng họ vẫn là cái vị thế độc tôn. Thế nhưng cái sự kiện này xảy ra thì quý vị có thể thấy rằng là uh, tôi kết hợp với một cái câu trả lời một quý vị hỏi luôn là tại sao là các đại sứ quán chỉ có đại sứ quán của các nước Iraq, à xin lỗi, uh, Israel, Anh và Mỹ bị tấn công. Trong các sự kiện như này và sự kiện này thôi trên toàn thế giới, đúng ạ, mà không có của Trung Quốc hay của Nga bị tấn công. Thế thì câu chuyện nó cũng liên quan rất nhiều có nghĩa rằng là khi sự kiện này xảy ra thì bản thân các nước phương Tây và tất nhiên trong đó có Anh và Mỹ sẽ đứng ra để bênh vực Israel và họ bênh vực ngay lập tức. Đúng ạ? Thế còn Nga và Trung Quốc thì họ lại đi họ họ không có bênh vực Hamas nhưng mà họ bênh vực cái uh, uh, Palestine. Có nghĩa là họ bênh vực cái thế giới hồi giáo. Đúng ạ? Còn Mỹ, Anh và tất nhiên là Israel bênh Israel. Thì là bênh vực cái kẻ thù của thế giới Hồi giáo. Thế thì bây giờ từ trước đến nay là cái sàn diễn trên thế giới. Đúng ạ. Thì người Mỹ đang phải đương đầu ở cuộc chiến Ukraine. Bây giờ họ đã phải đương đầu ở cuộc chiến Israel nữa. Nhưng mà có một cái thứ mà họ phải đương đầu và đấy là một cái điều mà nó rất tồi tệ đối với họ. Nó giống như là họ đã để Nga và Trung Quốc rơi vào vòng tay của nhau. Đấy là có khả năng họ sẽ đánh mất cái ảnh hưởng của họ ở cái cuộc Trung Đông mà đây là cái khu vực mà họ lụy rất nhiều chúng ta biết là đồng petrodollar, đô đúng không ạ sự độc tài của mỹ liên quan đến vấn đề tài chính và đồng đô la trên thế giới là nhờ cái petrodollar đô và là từ cái anh trung đông này mà ra cho nên nếu như mà vai trò của mỹ mà bị suy giảm mà cái này chắc chắn là sẽ suy giảm bởi vì nó liên quan tới hồi giáo thì rõ ràng là cái đấy trong cảm xúc đúng không ạ chắc chắn là nó sẽ có một cái thời gian trước mắt nó sẽ như thế, trên đường dài chúng ta sẽ không biết như thế nào Nhưng mà chắc chắn họ đang bị Thế giới Hồi giáo quay lưng Đúng ạ, và như vậy rõ ràng là Họ đang phải chống lại với lại Nga Trên mặt trận uh, Chiến tranh Iran trên mặt trận chiến tranh, năng lượng Trung Quốc trên mặt trận kinh tế Đúng ạ, công nghệ Và bây giờ họ lại phải đối mặt với lại cả thế giới Hồi giáo nữa Chứ không phải là đơn giản Cho nên nếu mà nói và xét về cái khía cạnh Địa chính trị ấy, thì chúng ta thấy một điểm là Người Mỹ mất mát rất lớn và tất nhiên là cũng giống như phong cách của họ thôi. Bản thân đất nước của họ đang mất mát rất lớn, nhưng mà chỉ lại là nó lại cái hay của nó là một số lượng người nhỏ nó lại được. Đúng không ạ? Cho nên là nó vẫn diễn ra. Đấy, đúng không quý vị? Nó vẫn diễn ra. À, cơ bản là những người nhỏ đấy thì người ta lại có cái khả năng để làm cho cái đất nước của họ chấp nhận điều đó một cách tự nguyện. Còn câu hỏi của anh hỏi rằng là tại sao chỉ có đại sứ quán Anh Mỹ và Israel bị tấn công thôi? thì anh đã tự trả lời luôn rồi. Đúng ạ. Đúng không? Tại sao mà chỉ có ba cái nước đấy bị tấn công? Đúng ạ, mà không nước khác. Ba đấy nước đấy có điểm gì chung? Anh và Mỹ, Anglo sắc sông. Đúng ạ, họ là những người đã kiến tạo lên một cái đất nước đại do Thái như ngày hôm nay. Gọi là họ là ba cũng đúng, mà họ là một thì cũng đúng ở khía cạnh nào đó. Đúng ạ, và người ta nói rằng không phải người người nào mà người Trung Quốc mới nói thôi. Tất cả những vấn đề lớn trên thế giới thì đều xuất phát từ Mỹ. Đúng không? Hay là có thể nói rằng là mở rộng hơn chính là cái thế giới Anglo-Saxon. Và tất nhiên trong đó có cả những cái thế lực mà người Mỹ, người Anh, tức là thế giới Anglo-Saxon đã kiến tạo lên. Đó là cái chủ nghĩa đại do Thái. Cho nên họ mới bị tấn công, đúng không, quý vị? vâng bây giờ một câu hỏi có thể nói là trí mạng đây đúng không ạ là thực sự thì ai có thể tấn công vào cái bệnh viện đó bây giờ nói để đoán thì nó rất khó chúng ta thử xem nhé à, tôi có một cái dữ liệu này bởi vì là tôi cũng không muốn trả lời bởi vì nó hơi võ đoán nhưng mà có một cái dữ liệu như thế này thì chúng ta có thể tham khảo rồi chúng ta đi một loạt những cái thông số độc lập khách quan rồi mỗi quý vị có một cái kết luận của riêng mình trong một cái um, khảo sát diễn ra ở Mỹ quý vị nhé ở Mỹ có nghĩa rằng là chúng ta không biết là có uh, thân phương Tây hay không nhưng rõ ràng là ít nhất là nó trung lập đã đúng không ạ còn khả năng nó nó thân phương Tây rất là nhiều thì nói rằng là ai là người tấn công vào bệnh viện Batis, 55,3% cho rằng là Israel và 44,7% cho rằng là Hamas và tổng cộng có 8.816 phiếu bầu và còn 7 giờ nữa thì mới hết cuộc bình chọn này như vậy là gì Israel đang dẫn 55 trên 44 ở một đất nước nói tiếng Anh đúng không ạ Đức mức đồng minh của Mỹ của Israel là Mỹ thế thì quý vị có thể cảm nhận được về cái không khí đã đúng không ạ về dư luận đã nhưng mà tất nhiên đây chỉ là dư luận thôi còn chúng ta sẽ đi thêm các thông tin nữa cũng không ai biết đích xác được đúng không ạ chúng ta có thể đến uh những thông tin về 5-6 người phát thanh viên của BBC đã bị đuổi việc ngay sau khi đưa ra kết luận một cách vội vã. Kiểu như là mồm nhanh hơn não đúng không ạ? Cho nên là đã về vườn. Nhưng mà không chỉ BBC thì hôm nay ví dụ như phóng viên của đài CNN Classica World, đây quý vị có thể xem. Thì cô ấy nói rằng là bản thân tất cả những loại vũ khí của PEJ có nghĩa rằng là tổ chức hồi giáo thánh chiến Palestine thì nó không đủ sức để gây ra cái sự cái tổn thất ở mức độ lớn như vậy cơ bản thì khi nó bắn vào những tòa nhà nó chỉ làm cho cái tòa nhà đấy nó cháy một góc thôi chứ nó không bao giờ nó đổ được. Huống chi là quả tấn công đấy nó sập luôn cả cái bệnh viện nó san phẳng luôn như vậy là không có cái sức công phá nào của bom đạn của phía hồi giáo có thể làm được cái việc đó đồng thời thì cô phóng viên này cũng nói rằng là ngoài việc là phía Palestine không thể tấn công được để gây ra tổn thất như vậy thì cô có lưu ý với độc giả của CNN rằng là à, quân đội của Israel đã từng làm những điều tương tự và đã từng nói dối rất nhiều trước đây. Chúng ta hãy xem tờ New York Times nói gì. Bài báo đầu tiên vẫn là một bài báo quý vị nhé. Đây tất cả đều là một bài báo nhưng mà tiêu đề nó thay đổi này quý vị này. Sau đòn đòn tấn công của Israel đã sát hại hàng trăm người trong bệnh viện một người Palestine cho hay. Sau đó chỉnh tiêu đề thành ít nhất đã có 500 người thiệt mạng trong vụ tấn công ở giải Gaza, người Palestine cho hay. Và sửa lần thứ ba, ít nhất 500 người đã thiệt mạng ở vụ ở uh, bệnh viện giải Gaza trong vụ tấn công bệnh viện giải giải Gaza. Và lần này không phải là tấn công đường không nữa mà là vụ nổ ở giải Gaza. Đấy, quý vị nhìn cái luận điệu nó thay đổi không ạ? Nó thay đổi, đúng không ạ? Chúng ta thử trả lời nhanh. À, khi ý nghĩ vừa đến tôi thì tôi thử suy nghĩ này, quý vị thử xem là quý vị thấy thế nào nhé. Trong vòng 7 ngày, các cuộc không kích của Israel vào giải Gaza đã khiến ít nhất 1.000 trẻ em bị thiệt mạng. Đúng không, quý vị. Cái đấy ai cũng biết. Liên Hợp Quốc cũng đã biết. Và trong số mà những cái người có thể trốn thoát thì có 500 người đã trốn được vào cái bệnh viện đó. Đúng không ạ? Đã tìm cách vào được bệnh viện đó để giữ lại mạng sống. Và sau đó cái bệnh viện đấy nó bị tấn công và nó bị sàn phẳng. Và bây giờ người Israel nói rằng là những người mà đã trốn thoát khỏi những vụ tấn công của israel để vào bệnh viện và bây giờ người israel nói rằng là người palestine lại tự làm nổ chính mình tự giết những người palestine của chính mình như vậy rõ ràng là người israel người ta nghĩ rằng là chỉ có mỗi một mình họ biết suy nghĩ thôi đúng không ạ không có một cái logic nào tôi cảm giác đến đây thì chúng ta thấy một cái điểm là nó rất khó để mà chúng ta có thể chấp nhận được cái luận điệu nói rằng là người Palestine tự tấn công vào bệnh viện của chính họ. Và nếu như mà có một người nào tin vào lời như thế này thì tất nhiên là người ta cũng nên đặt ra một câu hỏi là liệu có phải là người người Hamas đã tấn công vào người Israel trong những ngày vừa qua hay không, hay chính là người Israel tấn công vào người Israel để lấy cớ để tấn công vào giải Gaza? Đúng không quý vị? Đấy bởi vì là người Israel nói rằng là người Palestine tự tấn công vào mình mà đúng không à, ạ thì người ta cũng có cái lý để mà người ta nói rằng chính các ông cũng tự tấn công vào các ông và bây giờ đến phần quan trọng nhất đây quý vị ạ, là chúng ta hãy đến với một phân tích chuyên gia của một cựu thủy quân lục chiến một cái chuyên gia phân tích về các vụ nổ nước và các cái gọi là chúng ta gọi là các vấn đề liên quan đến tai nạn này nọ vân vân trong vụ uh, quân đội Mỹ trước cái này vụ nổ liên quan tới um, uh, nhiên liệu ở gara đúng không ạ đầu tiên thì nó có một vụ nổ và nó kéo dài khoảng độ từ 0,5 đến 0,75 giây có nghĩa là gần một giây từ nửa đến gần một giây sau đó thì đã phát sáng trong một cái khoảng thời gian ngắn như vậy rõ ràng đây không phải là một cái thiết bị một cái loại đạn mà nó đốt cháy nó gây gọi là đạn nhiệt đúng không ạ ở cái gara để xe thì cái tổn thất gây ra cho khu vực gara hoàn toàn là do những cái sức ép có thể là do một cái vụ nổ nhiên liệu và tất nhiên là cái tổn thất nó rất là giới hạn cho khu vực này. Toàn bộ những cái khu vực cửa kính ở xung quanh nổ và bị vỡ và đều bị vỡ vụn là đều do vụ nổ ban đầu cộng với lại vụ nổ có thể dẫn ra từ nổ xăng dầu. Và theo quan sát của rất nhiều nguồn video thì không có các vụ nổ thứ cấp, có nghĩa là nếu như mà nó giống một cái kho đạn hoặc được gài mìn, gài bom thì nó sẽ có một loạt các cái vụ nổ thứ cấp liên tiếp, đúng không ạ? Tất nhất là trên một cái vụ nổ lớn như thế. Và theo cái chuyên gia này đánh giá thì một cái phương tiện phát nổ phải có một cái công suất lớn tầm khoảng độ gọi là 3 400 cân uh, trở lên và gây ra một cái sức nổ khủng khiếp cho tòa nhà chính cộng với lại tạo ra một cái dạng như là sóng xung điện, xung à, sóng xung kích cho các khu vực xung quanh như vậy thì khả năng là cái loại đạn và vũ khí để dùng tấn công thì ở đây nó có rất nhiều loại đạn à, ví dụ như là ưu tiên hàng đầu là đoạn Mk 82, 83 là một loại bom nói chung thì uh, cơ bản là các nước uh, Mỹ và các nước NATO sử dụng và là một loại bom bình thường, thả thẳng đứng, không có dẫn đường. Đấy là ưu tiên số 1, có nghĩa là một loại bom bình thường, không có gì đã đặc biệt. Và cơ bản đấy là cái loại MK do Mỹ và do phương Tây. Loại thứ hai là GBU-38, loại bom đường kính nhỏ mà chúng ta cũng thấy xuất hiện ở Ukraine. Cũng là do Mỹ và đồng minh và dùng để sử dụng tấn công các đòn đón đánh chính xác. Loại thứ ba, GUB-12 uh, dẫn đường bằng laser cũng là của Mỹ và đồng minh và cũng là sử dụng để từ bom không dẫn đường trở thành bom dẫn đường để tấn công chính xác. Loại bom thứ 4 là loại AGM65 Maverick có nghĩa là tên lửa và cũng là sở hữu bởi Mỹ và đồng minh, là loại tên lửa đất đối không đối đất cũng dùng để tấn công chính xác. Như vậy là ngoài ra còn có yếu tố là cái đoạn băng và video khi mà chuyên gia này phân tích thì dựa trên đoạn video có thể nghe thấy những cái tiếng tên lửa giống như là cái tên một loại tên lửa Zidam có nghĩa là tên lửa dẫn đường chính xác đúng không ạ và một vài giọng nói Hamas rồi sau đó diễn ra vụ nổ ở bệnh viện và sau đó tiếng nổ thì rất giống như tiếng nổ của Zidam tức là bom của Mỹ và chuyên gia này nói là Hamas hoàn toàn không có cái khả năng và cơ sở hạ tầng cũng như năng lực để mà tấn công một cái đòn đánh bằng tên lửa Zidam và vũ khí di như vậy thì cái sự phân tích kỹ lưỡng của cái người chuyên gia này cho thấy về mặt năng lực kỹ thuật mà nói thì những người hồi giáo uh, Jihad, đúng không ạ tức là phong trào thánh chiến palestine không có một cái khả năng nào để có thể thực hiện các vụ tấn công bằng kỹ thuật liên quan tới cái vụ này đấy yếu tố kỹ thuật nhá và theo kết luận cuối cùng thì dựa trên những bằng chứng trên Hoàn toàn có thể loại bỏ ra là những người uh, tổ chức kháng chiến hồi giáo có thể có năng lực để sử dụng cái đòn tấn công trên về vấn đề kỹ thuật. Có nghĩa là một đòn đánh tấn công được sử dụng một cái công nghệ cao và những người Palestine hoàn toàn không có khả năng để thực hiện những vụ tấn công như thế. Tuy nhiên tất nhiên chúng tôi cũng không đi đến một cái kết luận là ai thực hiện cái việc này, chúng tôi chỉ cung cấp uh, cho quý vị những cái thông tin uh, từ phía góc nhìn chuyên gia. Rồi những cái bình chọn, khảo sát, vân vân để quý vị nắm được cái tình hình như vậy. Còn đơn giản ấy, thì chúng ta chỉ thấy một điều là đây là một vụ nổ rất lớn. À, và thực sự nếu như mà nó được sử dụng tấn công từ phía à, Palestine thì chắc chắn nó phải là một cái đợt tấn công bằng mìn, đúng không ạ? Bằng bom gài, mìn gài bom xung quanh và tất nhiên là nó sẽ nổ có nhiều cái chuỗi nổ thì nó mới sập được cả một cái bệnh viện lớn như vậy và tất nhiên nó cũng phải có một cái chuỗi sau khi mà có tên lửa hoặc là cú bom như nào đó từ đầu đúng không ạ thế nhưng mà cơ bản thì không có cái chuỗi nổ đáng kể mà chủ yếu vẫn là một cái quả nổ rất lớn rồi sau đó chỉ có cái tiếng nổ ở khu vực kho xăng dầu cái kho nhiên liệu của khu vực bệnh viện và nó cũng không gây ra cái tổn thất đáng kể cho cái cú nổ xung quanh nó có nghĩa là những cái xe thiệt hại cũng bình thường Ngoài ra thì chúng ta cũng có những cái um, phân tích hoặc là những thông tin mang tính chất cảm tính đúng không ạ? À, ví dụ như là uh, người Israel nói rằng là tình báo của chúng tôi uh, không hề có bất kỳ một cái ý tưởng gì về vụ tấn công của Hamas vào ngày mùng 7 tháng 10. Đấy có nghĩa rằng là Hamas đã qua mặt tình báo của Mossad, của CIA và của MI6 đúng không ạ? Nhưng mà trong vụ nổ này thì tình báo của chúng tôi lại làm việc có thể nói là một cách xuất chúng đó là sau khi vụ nổ xong thì chúng tôi đã có ngay một cái đoạn video clip và có audio à, Trong đó thì à, có những cái ghi nhận những cái phiến quân hamas nói chuyện với nhau Đấy Có nghĩa là từ cái việc là tình báo gà mờ cho tới gọi là tình báo trở thành một cái siêu tình báo Ngoài ra thì cái bệnh viện Batis này thì đã từng bị Israel tấn công Đấy, tấn công rất nhiều trong thời gian vừa qua. Và một trong những cái điều đáng nói, không chỉ bệnh viện này và 23 bệnh viện khác cũng đã bị uh, Palestine tấn công. Vâng, Palestine quý vị nhé. À, xin lỗi, Israel. Toàn nhầm rồi. Có nghĩa rằng là cái bệnh viện này và 23 bệnh viện khác đã bị tấn công bằng tên lửa trong tuần vừa qua. Và nói chung là rất nhiều uh, những cái người quan sát độc lập người ta nói rằng là Uh, nếu như Palestine mà chỉ cần tấn công vào một bệnh viện ở Tel Aviv của Israel thôi thì chắc chắn là phương Tây sẽ nhảy dựng lên đúng ạ đòi san phẳng đòi thế này thế kia nhưng mà Israel đã tấn công tới 23 bệnh viện của Palestine trong đó có những cái bệnh viện và các cái cơ sở y tế của Liên hợp quốc nhưng mà phương Tây vẫn đoàn kết với lại Palestine uh, với lại Israel người phát ngôn của Bộ Ngoại giao nga Maria Zaragova đã có một vài uh, lời chia sẻ là khi tôi nhận được thông tin uh, khủng khiếp từ Trung đông tôi không thể quên được cái cảm giác của mình lúc đó và tôi cũng không có thể quên được những gì mà uh, vị cựu tổng thống của Mỹ Barack Obama đã nói hơn một lần ông đã hơn một lần nói với thế giới rằng là nhờ có chính sách của nước Mỹ mà thế giới ngày nay càng trở lên an toàn hơn và như các bạn đã thấy hiện nay chúng ta đang sống trong một thế giới an toàn hơn như thế nào rồi đấy. Vâng hôm trước có quý vị hỏi rằng là uh, theo Phan Sơn thì uh, Trung Quốc và nga uh, chắc chắn là sẽ muốn tấn Israel uh, tấn công vào giải Gaza chứ nhỉ? Vâng câu trả lời ở câu hỏi của anh vì mình cũng không biết là người ta có muốn hay không đúng không ạ nhưng mà nói thật ra ấy, thì như này quý vị ạ, nếu mà mình bỏ cái chữ trung quốc và nga đi thì trong một cái vấn đề địa chính trị một cách thuần túy thôi đúng không ạ thì bất kể một cái nước nào là đối thủ kẻ thù của mỹ thì đều muốn là nước mỹ vướng vào các cuộc chiến đúng không, quý vị cái đấy là điều đương nhiên miễn là đừng có đánh nhau trực tiếp với họ thôi còn nước mỹ vướng vào các cuộc chiến và nếu nước Mỹ không vướng vào cuộc chiến thì như chúng ta thấy là là những cái đồng minh của Mỹ sẽ vướng vào cuộc chiến để Mỹ phải lao tâm khổ tứ với những cái đồng minh như vậy. Và quay trở lại cái câu trả lời ban nãy của chúng tôi liên quan tới việc là cuộc chiến ở Trung Đông thì một lần nữa người Mỹ sẽ không chỉ phải đối mặt với người Nga, người Trung Quốc mà họ còn phải đối mặt với lại thế giới đạo hồi nữa. Đúng ạ? Và nếu như mà Israel tấn công vào giải Gaza thì có nghĩa rằng là Israel và người Mỹ sẽ phải đối mặt lớn hơn trên quy mô lớn hơn với thế giới đạo hồi. Và chúng ta biết là cái lợi ích chính trị địa chính trị của Nga và Trung Quốc trong thời gian gần đây nó xoay chung quanh đúng không ạ? Xoay chung quanh cái khu vực đạo hồi rất nhiều. Nếu quý vị để ý từ Ethiopia, Ai cập, Ả Rập Xê út, Ả Rập Saudi, Ả Rập Xê út và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Qatar, Iraq. Iran, thậm chí Pakistan, Afghanistan, Thổ Nhĩ Kỳ. Tất nhiên là Liban, uh, Syria, Jordan, có nghĩa là 100%. Đúng không ạ? 100% các nước đạo hồi chính, thậm chí cả những nước như là Libya này, Algeria và Maroc đều có uh, phản đối Israel. Thế thì như vậy rõ ràng chúng ta thấy là cuộc chiến này mà xảy ra thì rõ ràng là những cái kẻ thù của Mỹ là mừng còn không hết, đúng không ạ? nhưng đấy tôi chỉ nói tới khía cạnh là kẻ thù của Mỹ thôi còn uh, chúng ta không đặt vị trí vào của nga hay của Iran thì nó cụ thể như thế nào bởi vì uh, bởi vì uh, Trung Quốc thì quý vị có thể đi đến kết luận ngay nhưng còn của nga thì tất nhiên họ còn nhiều cái yếu tố nữa khác nữa đúng không ạ uh, cái um, cái quan hệ của nga với lại các nước ở Trung Đông với Israel và các cái nước khác nó còn nhiều cái ẩn tình ở trong đó chứ nó không đơn giản như quan hệ kiểu Trung Quốc Trung Quốc thì bản thân họ rõ ràng họ và người Mỹ là những cái đối thủ trực tiếp của nhau và Trung Quốc thì bản thân họ cũng nói thật là họ cũng không quan tâm nhiều đến tình hình thế giới. Đúng không ạ? Quan trọng nhất là cái việc gì có lợi cho họ thì họ làm. Và họ không có những người bạn mang tính chất là chỉ kiểu như là chi cốt mà quan trọng nhất vẫn là lợi ích quốc gia. Một trong những lợi ích quốc gia đấy là phải làm suy yếu được cái đối thủ của mình và tất nhiên cuộc chiến này sẽ không biết làm suy yếu được Mỹ hay không nhưng rõ ràng sẽ làm cho Mỹ mệt mỏi đúng không ạ suy tâm lao tâm khổ tứ về cuộc chiến này còn ở người nga thì chúng ta cũng đã từng phân tích vấn đề này tất nhiên họ có một cái sứ mệnh nó lớn hơn thế nữa đấy, rõ ràng là những gì đang diễn ra ở thế giới đa cực đúng không ạ rồi là phi đô la À, rồi là hình thành một thế giới à, hòa bình bền vững vân vân có nghĩa rằng là những cuộc chiến tranh nó thực sự nó cũng không có lợi cho người nga nhưng mà trong cuộc chiến đặc biệt này thì ít nhất là họ sẽ được hưởng lợi từ việc là các cái nguồn lực sẽ chia sẻ từ ukraine sẽ chia sẻ cho phía israel nói chung đến đây thì tôi nói cũng là thừa rồi đúng không ạ đoạn này thì quý vị nào cũng có thể hiểu hết được tất cả những vấn đề này mà không cần phải đọc các bản tin của chúng tôi như vậy câu trả lời ngắn gọn là Tất nhiên, đúng không ạ? Tất nhiên là nước Nga và nước Trung Quốc muốn Israel tấn công và giải gạt ra. Nếu như chúng ta xét thuần túy trên khía cạnh địa chính trị, bỏ hai chữ Trung Quốc và chữ Nga đi. Có nghĩa là thuần túy về lợi ích địa chính trị, quý vị nhé. Còn lại thì thực sự họ có muốn hay không? Nếu như họ đưa hai chữ Nga và Trung Quốc vào thì tôi không chắc, không dám chắc với quý vị. Còn nếu như mà thuần túy hai nước đó là những đối thủ và kẻ thù của Mỹ, Đúng ạ, nhất là những đối thủ kẻ thù ngay sau Mỹ, có nghĩa là gần như trực tiếp, thì tất nhiên họ sẽ rất muốn. Và cái lợi ích của nó chưa diễn ra, nhưng mà thế giới Hồi giáo đã quay lưng với lại Israel và quay lưng với Mỹ, đúng ạ, cũng như là nguồn lực của Mỹ sẽ bị san sẻ ra các cuộc chiến tranh, nếu mà đặc thù liên quan tới Nga. Và tất nhiên, quý vị nhớ lời của chúng tôi nói, đấy là chúng ta bỏ qua yếu tố đạo đức, đúng ạ, mà chỉ thuần túy khía cạnh địa chính trị thôi, để chúng ta nhìn nó sâu sắc vào cái vấn đề một cách nó thuần khiết chứ chúng tôi không có một cái ý định phân tích để mà nói rằng là các bên đều muốn các cuộc chiến, các cuộc tấn công nó xảy ra, đúng không quý vị? Vâng, cảm ơn quý vị đã đặt những câu hỏi rất hay và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.